Mình tập yoga, mình hay nghe cái lời đồn á là tập yoga trẻ lâu đúng không ạ? Thì cái việc trẻ lâu á, thực ra là nó là do cái việc hít thở của mình. Và một trong những cái bài tập thở mà rất hiệu quả và có nhiều lợi ích đó là cái bài tập thở tống hơi. Thì mình sẽ tập luyện với nhau trước và sau đó mình dành khoảng 10-15 phút cuối mình để mình luyện tập cái bài tập thở này. Thì cho em hỏi qua một chút xíu là trong lớp mình á, mình đã được tập hay là mình đã từng luyện qua cái bài này chưa ạ? Mình giơ tay lên để em quan sát một chút. Có anh Duy nè. Ánh chưa học hả Ánh? Rồi vậy là có anh Duy là tập rồi đúng không? Vậy một chút nữa mình sẽ cùng nhau mình học cái bài này. Em học Rồi rồi mà em quên mất rồi. ok em, vậy chút nữa học lại ha. Rồi mình về lại tư thế ngồi, mình sẽ khởi động trước. Giữ cho cột sống và hai vai của mình cố định. Đầu tiên là mình ý thức về cái vùng cơ cổ, khởi động cho vùng này. Hít vào, thở ra hướng cằm về sát ngực, duỗi hết cái vùng gáy phía sau của mình. Rồi hít vào, nâng cằm lên cao, duỗi dài cái cơ cổ trước ra. Thở ra, cằm về sát ngực, nhịp nhàng theo hơi thở. Hít vào, nâng cằm, duỗi cổ. Thở ra, cằm về sát ngực. Giữ lại ở đây, cảm nhận vùng gáy được kéo duỗi ra. Hít vào, nâng cằm lên cao thì cơ cổ trước duỗi ra và giữ lại. Cảm nhận giống như mình đang rướn dài cái cổ của mình lên. Thở ra, gương mặt về lại chính diện. Hít vào, thở nghiêng đầu sang phải, hướng lỗ tai về phía vai, duỗi cái vùng cơ cổ trái. Hít vào, nâng lên. Thở ra, nghiêng sang trái, duỗi cơ cổ phải. Hít vào, lên. Thở sang phải một lần nữa. Mình có thể chủ động mình nhấn nhẹ cái vai trái của mình xuống ha. Duỗi nhiều hơn. Hít vào, nâng lên. Thở ra, nghiêng sang trái, nhấn nhẹ cái vai phải xuống, cảm nhận cơ cổ phải duỗi ra. Rồi hít vào, nâng lên. Thở ra, cầm về sát ngực và mình thực hiện xoay nào. Hít vào, di chuyển cầm mở sang phải tối đa. Tiếp tục lên cao. Thở ra sang trái, về trước. Đúng rồi, tương tự chậm rãi theo hơi thở, ý thức mọi chuyển động của mình đi tối đa biên độ. Thêm một vòng nữa, hít vào phải lên, thở trái trước. Rồi cầm về trước thì mình xoay ngược lại, hít vào mở sang trái lên cao, thở ra sang phải cầm về ngực. Tuần tự chậm rãi, nhớ thả lỏng cái vai nha, đừng có di chuyển vai. Đủ 3 vòng, cầm về trước thì hít vào, nâng gương mặt của mình về lại chính diện, thở hết hơi ra. Rồi hai tay mình đan lại với nhau, xoay cái khớp cổ tay. Mình xoay chậm và có ý thức. Đúng rồi, chậm rãi ha, mình cứ đi đều, đi hết cái biên độ của nó. Rồi mình xoay ngược lại ạ. Và hít vào, vươn hai tay lên cao, kéo duỗi hết cột sống của mình hướng lên, duỗi từng cái đốt sống của mình ra, kéo căng nó ra nhiều nhất, đánh thức cái cột sống của mình. Thở ra, thả lỏng tay trên đỉnh đầu. Hít vào, vươn cao, kéo duỗi, cảm nhận mở ngực của mình. Thở ra, thả lỏng. Một lần nữa, hít
vào kéo duỗi lên chậm rãi và kéo dài cái người của mình ra, ngực mở rộng, cảm thấy bụng mình hơi hóp nhẹ lại, nâng ngực lên, thở ra từ từ nghiêng hết cái người sang bên phải, vẫn kéo duỗi cột sống à, vừa kéo duỗi vừa nghiêng, hít vào nâng lên, thở ra nghiêng sang bên trái, hai mông của mình vẫn cân bằng trên thảm, hít vào lên, thở ra sang phải một lần nữa, giữ lại ở đây, kéo duỗi hết sang bên phải, hít vào nâng lên, thở ra sang bên trái và kéo duỗi cái lưng của mình sang bên trái, giữ lại, mở ngực hướng gương mặt nhìn lên, hít vào về chính diện, kéo duỗi cột sống mình lên một cái, rồi thở ra hạ tay, từ từ mình vung hai chân của mình về trước, rồi mình hơi co nhẹ cái gối ha, để mình khởi động cho cái phần đầu gối và cổ chân của mình, co nhẹ gối. Rồi từ đây mình xoay cái khớp cổ chân nè, xoay từ ngoài vào trong, tay mình cứ chống thoải mái bên cạnh thân nè. Mình xoay cổ chân giống như mình xoay cổ tay vậy đó, xoay từ ngoài vào trong. Và mình xoay ngược lại. Chị Ngọc mình cứ cố định cái chân ha, mình chỉ xoay cái cổ chân thôi. Đúng rồi, mình co gối thì cái đầu gối của mình nó cũng sẽ được tác động. Rồi từ từ hai tay mình ôm phía dưới đùi và thực hiện lăn cột sống dọc theo thảm, đánh thức cột sống, thở ra chân qua khỏi đầu, hít vào thì mình bật người lên chậm rãi, cảm nhận giống như là từng cái đốt sống lưng của mình nó được chạm xuống thảm, nó đánh thức các rễ thần kinh ở cột sống. Và cái bàn chân của mình càng ngày nó sẽ càng gần với lại sàn hơn, là mình biết cơ thể của mình đã mềm dẻo hơn. Và hít vào bật người đứng lên, rồi chúng ta tiến về đầu thảm. Bài tập chào mặt trời chuẩn bị. Những vòng đầu tiên là để làm ấm, hãy ý thức mình đi chậm nhất và kéo duỗi nhiều nhất. Đứng cách đầu thảm một bàn chân, chân mình mở song song, và nếu mà ai tốt thì mình có thể khép sát chân lại, mình sẽ hướng dần đến việc khép sát chân, săn cơ đùi, thả lỏng thân người, một vài hơi thở ổn định lại, cảm nhận gom ý thức về lại với cơ thể của mình, hít vào, thở ra, tay chắp nhẹ trước ngực, hít vào từ từ vươn tay kéo duỗi hết cột sống lên, đẩy đùi đẩy hông về trước, nâng bụng nâng ngực, thở ra lùi mông co nhẹ gối, duỗi hết cột sống lưng gập xuống tay cạnh chân. Rồi vòng đầu tiên mình giữ gương mặt song song, đừng thả lỏng đầu ha, phải đừng bị choáng. Hít vào bước dài chân phải của mình ra sau, hạ gối duỗi mũi chân, nâng ngực duỗi cằm, chống mũi chân phải, rút trái ra sau, chống đẩy, săn chắc cơ thể mình lại. Thở ra hạ gối, co khuỷu tay, ngực hạ, trán hạ, đúng rồi. Duỗi mũi chân áp cái bụng xuống, hít vào trường lên rắn hổ mang, cảm nhận mình lên chậm thôi nha. Thở ra chống mũi chân, ấn lực tay duỗi lưng lên, về ngược gót chân về sàn. Hít vào bước chân phải về lại giữa hai tay, hạ gối trái duỗi mũi chân, nâng ngực duỗi cằm. Thở ra bước trái về cạnh phải gập thân, rồi tay duỗi về trước, đầu giữa hai tay và hít vào, đầu và tay cùng nâng lên, đẩy đùi đẩy hông về trước, thở ra hạ tay bên trái, hít sâu, thở chắc
tay lại trước ngực. Hít vào vươn cao kéo duỗi cột sống, đùi hông đẩy hết về trước. Thở ra lùi mông gối co nhẹ duỗi cái lưng của mình gập thân rồi lúc này thả lỏng cái đầu được nè. Hít vào bước chân trái dài ra sau gối hạ duỗi mũi chân, nâng ngực lên duỗi cằm. Chống mũi chân trái rút phải ra sau chống đẩy, nhớ sẽ rộng các ngón tay của mình ra, cảm nhận lực tay ở đây. Thở ra hạ gối, hạ ngực chậm rồi tới trán, đúng rồi. Duỗi mũi chân áp cùng xuống, hít vào rắn hổ mang trường lên. Thở ra chữ V ngược duỗi hết cái lưng của mình. Hít vào bước chân trái về giữa hai tay, hạ gối phải duỗi mũi chân. Thở ra bước phải về cạnh trái gập thân. Tay duỗi về trước, duỗi cột sống của mình, hít vào lên cao. Thở ra hạ tay, hít sâu. Thở chấp nhẹ tay trước ngực. Hít vào lên kéo duỗi, đẩy đùi đẩy hông về trước. Thở ra lùi mông gập dài cái người mình xuống. Chân phải hít vào bước ra sau hạ gối duỗi mũi chân lưỡi liềm. Chống mũi chân phải rút trái ra sau chống đẩy xăng cơ thể lại. Thở ra gối hạ, ngực hạ, trán hạ. Duỗi mũi chân áp bụng, hít vào rắn hổ mang. Thở ra chống mũi chân duỗi lưng về ngực. Duỗi ra một cái. Hít vào bước chân phải về giữa hai tay, hạ gối trái duỗi mũi chân. Thở ra bước trái về cạnh phải gập thân. Tay duỗi về trước duỗi cột sống, hít vào lên. Thở ra hạ tay, hít vào. Thở chấp tay lại. Hít vươn cao kéo duỗi hết mặt trước cơ thể của mình, uốn cong cái người. Thở ra gập thân dài cột sống lưng ra. Chân trái hít vào bước ra sau gối hạ duỗi mũi chân. Chống mũi chân trái rút phải ra sau chống đẩy săn chắc cơ thể mình thành một khối. Cảm nhận chia lực bụng đùi nè. Chị Ngọc hạ hông xuống chút xíu nha chị Ngọc. Rồi thở ra gối hạ, ngực hạ chậm, trán hạ, cảm nhận mình kiểm soát được cơ thể. Hít vào trường người lên, rắn hổ mang, nâng cái lồng ngực rời khỏi sàn nhẹ thôi. Thở ra chống mũi chân, ấn lực tay về ngực, cảm nhận sự nhịp nhàng của mình. Chân trái hít vào bước chân trái về giữa hai tay, hạ gối phải duỗi mũi chân. Thở ra bước phải về cạnh trái gập thân. Tay duỗi về trước cột sống duỗi ra, hít vào vươn người lên. Thở ra hạ tay, hít sâu. Thở chấp nhẹ tay, hít vào vươn cao. Thở lùi mông gối cọ gập dài cột sống lưng của mình. Chân phải hít vào bước ra sau gối hạ duỗi mũi chân. Chống mũi chân phải rút trái ra sau chống đẩy săn chắc cơ thể thành một khối. Lưng và chân thẳng hàng với nhau. Thở ra gối hạ, ngực hạ chậm rồi tới trán. Duỗi mũi chân áp bụng xuống, hít vào rắn hổ mang. Thở ra chống mũi chân, ấn lực tay chữ V duỗi cái lưng. Chân phải hít vào bước về giữa hai tay, hạ gối trái duỗi mũi chân. Thở ra bước trái về cạnh phải gập thân. Tay về trước hít vào nâng người lên, đẩy đùi hông về trước. Thở ra hạ tay bên trái hít vào
thở chắp tay lại. Hít vào vương cao, thở gập thần. Hít vào trái bước ra sau gối hạ, duỗi mũi chân. Chống mũi chân trái rút phải ra sau, chống đẩy, cảm nhận lực vai của mình nè. Thở ra gối hạ, ngực hạ chậm rồi tới cái trán của mình. Duỗi mũi chân hít vào răng hổ mang trường lên. Thở ra chống mũi chân lực tay duỗi lên về ngực, cố gắng cố định cái bàn chân của mình nha lớp. Hít vào bước chân trái về giữa hai tay, hạ gối phải duỗi mũi chân. Thở ra bước phải về cạnh trái gập thần. Tay duỗi về trước, duỗi cột sống. Hít vào vươn lên, duỗi hông đẩy về trước. Thở ra hạ tay. Còn tiếp theo có biến thể, mình lắng nghe. Hít vào, thở chấp tay lại trước ngực. Hít vào vươn tay, duỗi hết cột sống lên. Rồi uốn cong nhẹ cái người của mình. Thở ra lùi mông gối co gập dài cột sống lưng. Hít vào bước chân phải ra sau, hạ gối duỗi mũi chân. Rồi từ đây mình rời cái bàn tay của mình, nâng người lên vị trí trung tâm. Đúng rồi, cảm nhận cái phần hông của mình nó được tác động. Và hít vào từ từ vươn tay dọc theo thân, nâng cái người mình lên kéo duỗi một cái. Sau đó nâng ngực ngã nhẹ lưng ra sau theo khả năng của mình. Giữ lại. Rồi thở ra hạ tay chống cành chân. Chống mũi chân phải rút trái ra sau. Chống đẩy săn cơ thể lại thành một khối vững vàng. Cảm nhận chia lực đùi bụng. Thở ra gối hạ. Co khuỷu tay ngực song song không chạm sàn nào. Và hít vào trường cái người mình lên, chó ngẩng mặt. Làm tốt rồi, được cái đùi của mình, đúng rồi. Thở ra chống mũi chân duỗi lên chữ V. Ngược duỗi cái lưng ra một cái. Hít vào bước chân phải về giữa hai tay. Mình không hạ gối trái, nâng cái gối của mình cao lên. Nâng cái hông mình cao lên. Chân sau của mình thẳng tưng một đường, kích hoạt được cơ đùi. Tay mình vẫn chống dưới thảm nha lớp ơi, không cần nhấc tay à. Cố gắng nâng cái chân cao lên. Anh Duy ơi, nâng cái hông cao chút xíu nữa, thẳng chân lên, thẳng cái chân nhiều hơn. Tay vẫn chống nha, chỉ có cái hông mình lên thôi. Rồi thở ra bước về gập thần, mềm cái người ra, thở ra một cái. Tay duỗi về trước, đầu giữa hai tay, hít vào đầu và tay cùng nâng lên, đùi hông đẩy về trước. Thở ra hạ tay bên trái, hít sâu, thở chấp tay lại. Hít vào vươn cao, kéo duỗi uốn cong cả cơ thể của mình. Thở ra lùi hông gối co nhẹ gập dài cột sống lưng. Hít vào bước chân trái ra sau, hạ gối duỗi mũi chân, ngực nâng cầm duỗi. Từ từ rời cái tay của mình khỏi sàn, nâng cơ thể về vị trí trung tâm. Cảm nhận cái phần hông của mình nó được tác động. Hơi căng một chút xíu ở vùng hông là tốt ha. Và từ đây hít vào hai tay của mình vươn lên trần. Mình cố gắng mình vươn dọc theo cơ thể của mình luôn ha. Nâng ngực duỗi cầm, ngã nhẹ lưng theo khả năng. Nhớ để ý cái thắt lưng của mình, đừng có để uốn từ cái thắt lưng. Thở ra rồi mình hạ tay, chống mũi chân trái rút phải ra sau, chống đẩy săn cơ thể lại vững vàng. Nhớ xòe rộng ngón tay ra. Thở ra hạ gối, co khuỷu tay, hạ ngực song song không chạm sàn. Rồi hít vào trường lên, chó ngẩng mặt.
làm tốt rồi, được cái đùi của mình khỏi sàn, chỉ còn cái bàn chân trên sàn rồi đó. Đẩy cái lồng ngực của mình về trước, nâng ngực duỗi cằm, thở ra chống mũi chân, ấn lực tay duỗi cột sống lưng lên, trở lại về ngược. Cố gắng bàn chân của mình luôn cố định trong các tư thế nha. Hít vào, bước chân trái về giữa hai tay, mình không hạ gối phải, nâng cái gối cao lên, nâng cái hông của mình cao lên, tay vẫn chống cạnh chân. Cái hông của mình nó sẽ cao hơn cái đầu gối một chút xíu. Cái chân sau của mình nó thẳng tưng một đường, cơ đùi được kích hoạt ở đây. Đúng rồi chị Ngọc. Và thở ra, bước chân về gập thân thì co nhẹ gối, mềm người ra, thở một hơi. Tay duỗi về trước, đầu giữa hai tay, hít vào, đầu và tay cùng nâng lên, thở ra hạ tay. Vòng tiếp theo, hít vào, thở chắp tay lại, hít vào vươn cao, kéo duỗi uốn cong cơ thể, thở ra lùi mông, co nhẹ gối gập thân. Chân phải hít vào, bước dài ra sau, mình không hạ gối, nâng hông cao lên, chuẩn bị vào trùng cao. Đôi chân ổn định rồi, hai tay của mình rời khỏi sàn và vươn lên. Đúng rồi, vươn cái người cao lên. Anh Duy nâng hông cao chút xíu rồi, anh Duy ơi, thấp là nặng lắm đó nha. Giữ lại ở đây, cảm nhận cơ đùi của mình được kích hoạt. Làm tốt thì mình nâng ngực duỗi cằm, tiên vương tay luôn nha em ơi. Đúng rồi, rồi thở ra hạ tay xuống cành chân và đồng thời mình săn cơ bụng, mình rút cái chân trái ra sau về chống đẩy. Thở ra săn người lại. Rồi thở hạ gối, co khuỷu tay ngực song song không chạm sàn nào, cố lên. Và hít vào trường cái người của mình về trước, duỗi lên chó ngẩng mặt. Mình nhớ duỗi luôn cái cằm của mình nha. Cảm giác duỗi cằm giống như bài tập khởi động cổ. Thở ra chống mũi chân, lực tay duỗi lưng trở lại, chữ V ngược duỗi cột sống lưng nha. Một cái chân phải hít vào, bước chân phải về giữa hai tay rồi không hạ gối trái à, mình cũng nâng cái gối mình cao, nâng hông cao và từ từ rời tay của mình vươn lên. Đúng rồi, kích hoạt cơ đùi, kích hoạt chân của mình, chia lực đều cho cả hai chân, đừng có xu hướng đẩy vào chân trước hay cái chân sau mà mình cũng phải chia lực cho nó. Nâng ngực duỗi cằm theo khả năng, thở ra rồi hạ tay, đồng thời bước chân trái về gập thân, thở ra một nhịp, thả lỏng ra một cái. Rồi hai tay duỗi về trước và hít vào, đầu và tay cùng vươn lên, đùi hông đẩy về trước, thở ra hạ tay bên trái, hít sâu, thở chắp tay lại, hít vào vươn cao, kéo duỗi hết mặt trước cơ thể của mình, thở ra lùi mông, gối co nhẹ gập dài cái lưng mình xuống. Đúng rồi, chân trái hít vào, bước ra sau không hạ gối ạ. Nâng lên cao, đúng rồi, kích hoạt cơ đùi của mình, vững vàng đôi chân rồi, từ từ hai tay rời khỏi sàn và vươn lên, giữ lại ở đây. Chị Minh cố gắng nhón gót cái chân sau luôn chị Minh ơi. Đúng rồi, tốt, tốt, giữ lại. Thở ra hà cái tay mình xuống cạnh chân, đồng thời bước cái chân phải ra sau về chống đẩy, săn chắc cơ thể lại. Thở hạ gối xuống, co khuỷu tay ngực song song không chạm sàn nào, giữ lại. 3 2 1 và hít vào trường người lên, chó ngẩng mặt, đẩy dài cái lồng ngực của mình về trước, hướng lên. Thở ra chống mũi chân, ấn lực tay duỗi lên về ngực.
duỗi cái lưng ra một cái. Hít vào, bước chân trái về giữa hai tay, rồi không hạ gối phải nha. Nâng hông cao lên, kích hoạt cơ đùi. Anh Duy nâng hông cao nữa nè, anh Duy hay bị hạ hông thấp đó. Rồi từ đây rời cái tay của mình và vươn lên trùng cao. Đúng rồi anh Duy, nâng cao như vậy đó mới đúng. Kéo duỗi cột sống lên một cái. Sau đó nâng ngực duỗi cằm. Thử thách hơn, mình có thể nhón gót chân trái và tiếp tục giữ lại trong 3 nhịp. 3, 2, 1. Rồi hạ gót chân trái, đồng thời hạ tay và bước cái chân phải về cặp thần. Coi gối, thả lỏng người, thở ra. Rồi thả lỏng tay, thả lỏng vai và hít vào. Từ từ mình cuộn cái người của mình, xách cái cánh tay của mình lên. Mình thả lỏng ra ha. Vai cao nhất thì ngẩng gương mặt lên. Mình cứ thả lỏng, mình xách cái người mình lên á. Rồi về lại tư thế đứng. Hai chân tách rộng. Hai tay mở rộng. Nửa lòng bàn tay. Hít thở đều. Cảm nhận sự thả lỏng ở đây. Quan sát cơ thể của mình. Chú tâm vào việc hít thở. Chú tâm vào hơi thở ra. Kéo dài hơi thở ra của mình. Điều hòa lại dần cho nhịp tim. Và đôi mắt nhắm lại. Mình sẽ chuyển sang tư thế nằm. Hai tay đưa về trước. Rồi tư thế này đơn giản. Mình cố gắng mình hoàn thiện nó mỗi ngày. Thở ra, từ từ co gối, lùi cái mông ra phía sau. Giống như mình đang ngồi ghế. Rồi chị Bình hôm nay vào thế tốt nè. Mình không cần nhón gót ha. Mình cố gắng mình giữ cho cái lưng của mình nó thẳng nhất. Đừng có để nó đẩy về trước quá nhiều. Giữ lại một chút xíu, cảm nhận cơ đùi của mình. Chị Ngọc cố gắng nâng cái cột sống nó thẳng lên chút xíu nữa chị. Nó sẽ hướng vuông góc với sàn á. Chị đang bị chồm về trước nhiều quá. Giống như mình ngồi trên cái ghế rồi đó. Rồi tiếp tục hạ xuống theo nhịp đếm. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi chúng ta chuyển sang tư thế nằm. Chân tách rộng. Tay mở rộng thoải mái. Thả lỏng người. Đến với bài tập chân. Rồi hai chân khép sát lại. Gót chân duỗi ra xa, mũi chân về đầu, tay úp cạnh thân. Hít vào, nâng hai chân của mình lên vuông góc. Rồi mình sẽ tập trước cho vùng cơ thắt lưng và cơ bụng dưới của mình. Gối có thể hơi co nhẹ và nhớ thả lỏng bàn chân. Hít vào. Thở ra, vừa ấn chặt cái thắt lưng của mình xuống, vừa hạ chân dần 45 độ. Hạ xuống bao nhiêu thì mình duỗi cái chân thẳng ra bấy nhiêu. Đúng rồi. Hít vào, nâng chân của mình lên. Thở ra, hạ chân xuống. Cố gắng nâng lên chậm thôi nha. Hít vào, nâng chân lên, chậm rãi. Đúng rồi. Thở ra, hạ chân, duỗi gót, cảm nhận lực bụng. Hít vào, nâng lên, thở ra, hạ chân, duỗi gót thẳng ra. Hít vào, nâng lên, thở ra, hạ chân, duỗi. Hít vào, lên, thở, hạ chân. Hít vào, nâng chân lên, cảm nhận lực bụng của mình. Thở ra, hạ xuống, để ý thắt lưng nào. Hít vào, nâng lên, thở ra, hạ xuống. Hít
vào lên, cố gắng mình nâng thẳng chân nha, nâng lên rồi mình mới co nhẹ gối, thở ra hạ chân duỗi gót, hít vào nâng thẳng cái chân mình lên rồi hơi co gối lại, thở ra hạ chân duỗi gót, hít vào lên hai cái nữa nào, thở ra hạ chân chậm, hít vào lên, thở ra hạ chân 45 độ giữ lại ở đây, quan sát thắt lưng vẫn trên sàn, gót duỗi ra, cơ đùi được kích hoạt. 5 nhịp, 5, 4, 3, 2, 1, rồi thở ra co gối, ôm gối về phía bụng, thư giãn, thở dài hơi ra. Lỏng người cũng. Rồi hai bàn chân của mình dậm về cạnh mông, giống như tư thế cây cầu ở lớp à. Rồi mình dậm chân giống như tư thế cây cầu ha. Tay trái của mình dang sang ngang, úp lòng bàn tay. Còn cái tay phải của mình á, mình đặt nó phía sau cái gáy, không có nâng hông nha anh ơi, không có nâng hông, mình chỉ bảo cái thế chân thôi. Rồi tay trái sang ngang, úp bàn tay. Tay phải co lại đặt cái bàn tay phía sau gáy. Và khi mà mình thở ra, mình sẽ nâng cái người của mình lên và mình hướng cho cái khuỷu tay phải của mình chạm vào cái đầu gối trái. Rồi mình nghe nhịp dẫn. Hít vào, thở ra, nâng người lên, hướng khuỷu tay chạm gối. Hít vào, hạ xuống, cố định chân như chị Minh ơi. Thở ra, nâng người lên, chỉ có cái khuỷu tay của mình di chuyển thôi. Đúng rồi. Hít vào, hạ xuống. Thở ra, nâng lên, cố gắng cố định hai chân của mình đừng di chuyển. Hít vào, hạ xuống. Thở, nâng lên. Hít vào, hạ xuống. Thở ra, nâng lên. Hít vào, hạ xuống. Cái cuối cùng à. Thở ra, nâng lên, khuỷu tay hướng về gối, giữ lại 3, 2, 1, hít vào, hạ xuống, rồi ôm gối, thở ra một nhịp, thả lỏng lại một cái ha. Mình sẽ thực hiện tương tự. Mình nhớ nha, cố định cái phần hông và đôi chân của mình, chỉ có cái phần thân trên, phần ngực và phần vai, phần khuỷu tay là di chuyển. Rồi chân của mình dậm lại vị trí cây cầu. Tay phải của mình lúc này dang sang ngang úp lòng bàn tay. Còn tay trái thì mình đặt ở phía sau gáy. Chân của mình cố định. Mình không cần nâng cao cũng được nhưng mà nhớ cố định cho được đôi chân của mình. Rồi hít vào. Thở ra nâng người lên khuỷu tay hướng về gối. Đúng rồi chị mình. Hít vào hạ xuống. Thở, nâng lên, khuỷu tay về gối. Cố định cái bàn tay kia chị Ngọc ơi. Hít vào xuống. Thở ra, nâng lên. Mình nhớ cố định tay phải nha. Hít vào, hạ xuống. Thở ra, nâng lên. Tay phải vẫn bám sàn à. Hít vào, hạ xuống. Thở ra, nâng lên. Hít vào, hạ xuống. Cái cuối cùng. Thở ra, nâng lên, giữ lại 3 2 1 hít vào hạ xuống rồi tháo tay và ôm gối về bụng thở dài hơi ra cảm nhận cái phần bụng trên phần vai phần cổ của mình nó cũng được ấm lên. Rồi lúc này hai tay của mình dang sang ngang và chúng ta thực hiện bằng cột sống. Chân của mình hướng cái đầu gối của mình vuông góc với sàn. Hít vào, thở ra vặn hết hai gối sang phải, gương mặt xoay hết sang bên trái. Đừng có chạm cái đùi xuống sàn nha. Hít vào về chính diện. Thở ra nghiêng hết hai gối sang trái thì gương mặt xoay sang bên phải. Hít vào về chính diện.
Thở ra gối sang phải, gương mặt sang trái, lúc này duỗi thẳng cái chân của mình ra luôn và gót duỗi ra. Đúng rồi, cảm nhận cái vai vẫn trên sàn, cơ thể vặn xoắn. Hít vào co gối, nâng về lại chính diện. Thở ra nghiêng hết hai gối sang trái, gương mặt sang phải. Sau đó duỗi chân thẳng ra, duỗi cái gót của mình. Hai vai vẫn bám chặt được trên sàn. Hít vào co gối về lại chính diện. Rồi mình nâng cái chân thẳng lên và hạ xuống chậm dần theo nhịp đếm. Thở ra từ từ hạ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hạ chân. Tách tròng chân, mở tròng tay, thư giãn trong tư thế Savasana. Co gối trái, nghiêng hết người sang bên phải. Và từ từ mình chống hai tay, nâng người ngồi lên. Rồi chúng ta ngồi về giữa thảm. Tư thế ngồi gập thân, hai chân duỗi hết về trước, co nhẹ cái gối của mình, gót chân duỗi ra xa, mũi chân hướng về đầu. Hít vào, từ từ vươn hai tay của mình lên cao, kéo duỗi hết cái cột sống của mình, vươn lên duỗi dài cột sống lưng. Chị Ngọc hơi co nhẹ gối nha chị Ngọc ơi. Đúng rồi, thở ra từ từ gập dài cái người của mình về trước, mình nhớ duỗi gót chân ra xa nha lớp, duỗi cái gót ra xa. Hít vào, nâng người lên, đầu và tay đi cùng với nhau. Thở ra chậm chậm gập cái người về trước, để ý về vùng cột sống lưng của mình, giống như mình đang đẩy cái lồng ngực mình về trước vậy đó. Hít vào nâng lên duỗi cột sống ra một cái nữa. Rồi thở ra gập dài người về trước và giữ lại ở đây, cảm nhận duỗi ra từ cái thắt lưng mình, duỗi dài lên cánh tay của mình luôn. Và từ từ hạ tay, nắm cổ chân hoặc mép bàn chân hoặc phía trên các ngón chân của mình. Chị Anh nhớ thả lỏng vai chút xíu nha chị Anh, mềm cái vai ra. Đúng rồi, rồi mình điều chỉnh cái tư thế của mình nè, duỗi từ cột sống lưng, thắt lưng duỗi ra, lưng giữa duỗi ra, lưng trên duỗi ra. Anh Duy để ý cái lưng giữa nha, duỗi cái lưng thẳng ra. Đúng rồi, chị Bình mình cũng để ý cái lưng giữa mình duỗi ra một chút xíu, nó đang bị gập vào chỗ đó. Người của mình nó sẽ không có gập thẳng xuống mà nó sẽ duỗi lên theo cái góc 45 độ. Mình hãy tìm cái cảm giác mà lưng của mình duỗi ra nhiều nhất. Giống như là mình đang cố gắng mình làm vỡn cái thắt lưng của mình. Mình sẽ hướng đến việc kéo duỗi cột sống. Và cuối cùng là vùng cột sống cổ, hướng cằm về ngực, duỗi cái vùng gáy của mình. Đúng rồi. Ổn định tư thế. Bắt đầu quan sát cái phần cơ sau chân của mình đủ căng chưa? Chưa đủ căng thì hãy chủ động trượt cái gót chân ra xa thêm một chút xíu nữa. Hơi căng ở vùng này, làm mềm cơ gân kheo của mình. Hơi thở ổn định dần, êm dần, nhẹ dần. Và có sự thư giãn trong tư thế. Đây là tư thế để mình gom lại sự tập trung của mình, làm dịu lại cơ thể. Sau bài tập sử dụng nhiều cơ như là nâng chân thì cần những tư thế hít thở sâu như thế này. Rồi, chuẩn bị bắn cung. Hai tay của mình ha, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải mình móc vào cái ngón chân cái của chân phải. Tay trái thì mình móc vào cái ngón chân cái của chân trái.
chân của mình có thể duỗi thẳng ra để mình duỗi hết áp cái đôi chân của mình xuống sàn luôn. Và chuẩn bị, mình sẽ thực hiện bên trái trước. Rồi hít vào, từ từ kéo cái bàn chân trái của mình rời khỏi sàn, sau đó co cái khuỷu tay trái, tiếp tục mình mở sang bên trái một chút xíu và kéo nó về gần cái lỗ tai của mình. Đúng rồi, mình làm sao để mình kéo được cái bàn chân nó về gần lỗ tai. Chị Anh co gối lại chút xíu nha chị Anh ơi, phải co gối lại. Đúng rồi, cái hông nó phải mở ra. Đúng rồi Duyên, tốt lắm. Đúng rồi Tiên, em quan sát một chút xíu nha, rồi mình làm bên ngược lại. Ánh ơi, Ánh mở cái hông ra chút xíu nè Ánh ơi. Hít vào, về lại chính diện, gập cái người của mình dài xuống. Chị Anh mình nhớ co gối nha, mình phải co gối, mình mới kéo nó gần lỗ tai được. Và mình đổi bên. Rồi bên phải nào. Hít vào, nhấc cái bàn chân rời khỏi sàn trước. Rồi mình mở cái hông ra, co cái gối tối đa để mình kéo được cái bàn chân về gần cái lỗ tai của mình. Đúng rồi, gương mặt của mình nhìn về trước. Đúng rồi chị Bình, tư thế đang rất tốt ha. Giữ lại ở đây, cảm nhận độ mở của vùng hông của mình. Đúng rồi anh Duy, hôm nay tốt hơn nè. Và hít vào, rồi hạ người xuống, gập thân, thở dài hơi ra, ổn định lại hơi thở của mình. Hai tay duỗi về trước, hít vào, đầu và tay cùng vươn lên, thở ra, hạ cái tay mình ra phía sau, cách mông một gang tay, hướng ngón tay về mông. Chân của mình duỗi dài về trước, cây cầu dài chuẩn bị. Hít vào, ấn gót chân, nâng đùi, nâng hông, nâng bụng, nâng ngực của mình lên. Thở ra, hạ xuống. Lượt tiếp theo. Hít vào, ấn gót chân, nâng đùi, nâng hông, nâng bụng, nâng ngực lên. Rồi làm tốt áp cái bàn chân của mình xuống, duỗi cằm ra xa. Cảm nhận lực đùi. Hít vào, nhấc chân phải rời khỏi sàn, nâng lên song song với sàn. Đúng rồi, 3, 2, 1. Thở ra, hạ chân phải rồi hạ cái mông của mình xuống, đổi bên. Hít vào, ấn gót chân, nâng đùi, nâng hông, nâng bụng, nâng ngực lên. Đúng rồi, áp bàn chân, duỗi cằm. Và hít vào, nâng cái chân trái của mình lên. 3, 2, 1, rồi thở ra, hạ xuống. Mình nhớ trả cổ tay của mình nha, áp hai cái mu bàn tay vào nhau, mình lắc nhẹ một chút xíu. Và chúng ta chờ người về trước, vào tư thế nằm sấp. Hai bàn tay chồng lên nhau làm gối, gương mặt xoay sang bên. Nhớ thả lỏng vai, thả lỏng vùng cột sống lưng, thả lỏng đôi chân, hai ngón chân cái chạm vào nhau, mở cái gót chân sang hai bên. Đây là tư thế thư giãn. Hãy thả lỏng và tìm sự thoải mái cho mình. Chuẩn bị cho tiến trình uốn cong cột sống lưng. Bắt đầu mình tập cho cái phần lưng trên của mình là tư thế rắn hổ mang. Rồi hai chân khép sát lại, duỗi mũi chân ra xa, tay chống cạnh thân, khép cái khuỷu tay sát vào thân và đặt trán xuống sàn. Chống bàn tay cạnh ngực ấy, chị Ngọc ơi. Bàn tay mình chống cạnh ngực ấy. Mình chống ở bên hông á, rắn hổ mang á chị, đúng rồi, rắn hổ mang. Đặt trán xuống sàn. Vào, từ từ xoay vai, mở ngực và nâng cái ngực của mình rời khỏi sàn, duỗi cằm mình lên. Cảm nhận mình nâng bằng cột sống lưng ha, nâng bằng sức mạnh của cột sống và cơ vai. Lực tay rất là nhẹ. Thở ra, hạ xuống. Lần thứ hai. Hít
vào, cảm nhận ấn lực cái bụng dưới của mình, từ từ nảy cái người của mình lên, nâng cái ngực lên, cầm duỗi ra, đúng rồi, cảm nhận cơ lưng của mình nâng nó lên cao, cột sống lưng khỏe hơn, tay của mình lực tay nhẹ dần và giống như mình có thể nhấc cái bàn tay của mình rời khỏi sàn được, giữ lại ở đây. 3, 2, 1, rồi thở ra hạ xuống. Lần thứ 3 tăng thêm biên độ, hai tay của mình vòng ra sau, tay nắm khuỷu tay, mình vòng ra phía sau lưng của mình á, không có nắm cổ chân anh Duy ơi, chỉ nắm cái khuỷu tay của tay kia thôi, nắm lên khuỷu tay luôn chứ mình không có nắm bàn tay ha, nắm cao lên cái khuỷu tay luôn, giống như là đẩy cá heo á. Chị Ngọc, mình nắm lên cái khuỷu tay luôn á chị, đừng có nắm cổ tay. Đúng rồi, rồi cái tay kia cũng nắm vào cái khuỷu tay của tay còn lại, cả hai khuỷu tay đều được nắm lại. Rồi đặt trán xuống sàn, bắt đầu hít vào ấn lực bụng dưới, từ từ mình nâng cái ngực rời sàn, đúng rồi, nâng cái cằm của mình duỗi lên, nhớ áp cái bàn chân xuống nha, đừng để rời bàn chân, và làm tốt, từ từ mình nhấc cái khuỷu tay của mình rời khỏi lưng luôn, tăng thêm biên độ, giữ lại 3, 2, 1, rồi thở ra hà xuống, tháo tay chồng lên nhau thư giãn. Mình nhớ xoay gương mặt sang bên ngược lại. Và tiếp tục bài tập cho cái phần gương dưới của mình, đó là châu chấu. Rồi nghiêng người sang phải, sang trái, mình giấu hai cánh tay ở phía dưới bụng, cố gắng mình giấu sâu hết cánh tay của mình, giấu mà không thấy được cái khuỷu tay luôn á. Bàn tay của mình thì có thể úp lại, hoặc là mở ngửa, hoặc là đan thành nắm đấm, thế tay nào cũng được. Rồi chị Ngọc ơi, mình giấu sâu cái khuỷu tay nhiều hơn hay chị? Giống như mình giấu hết cái khuỷu tay luôn, nhìn từ trên xuống là sẽ không thấy được cái khuỷu tay của mình. Và đặt cái cằm xuống sàn. Chị Minh giấu sâu hơn cái khuỷu tay chút xíu nữa nha chị Minh ơi. Mình có cái thế để mình nâng lên á. Mình sẽ nâng từng chân trước. Nâng từng chân là để kích hoạt cái cơ đùi của mình, cho nên mình không có cần phải nâng quá cao, mà cố gắng giữ cái hông của mình cố định, cảm nhận dùng cơ đùi để nâng. Chân phải hít vào, nâng cái chân phải của mình lên, đúng rồi, chú ý về cái phần hông nè, cằm của mình vẫn dưới sàn. Thở ra hạ xuống. Chân trái hít vào, nâng chân trái lên, đúng rồi. Thở ra hạ xuống. Chân phải hít vào, nâng lên, giữ ở đây, duỗi cơ đùi ra một cái, kích hoạt lực cơ. Thở ra hạ xuống. Trái hít vào, nâng lên, giữ lại, duỗi thẳng cơ chân ra, kích hoạt một cái. Và thở ra hạ xuống. Rồi lượt tiếp theo mình sẽ nâng cả hai chân. Mình có hai cách, hoặc là mình chống mũi chân, mình dùng một cái lực bật, mình bật cái người của mình lên cao và săn cơ giữ lại. Hoặc nếu ai mà lực bụng tốt thì mình sẽ nâng cả hai chân từ dưới sàn mình nâng lên luôn ha, dùng cơ bụng để nâng. Bắt đầu. Hít vào, từ từ nâng hai chân của mình lên cao. Đúng rồi, mình ấn lực vô cái cánh tay của mình và một chút ở cằm để mình nâng đôi chân cao lên, cố gắng rời được cái vùng dưới của mình. Thở ra hạ xuống. Lượt thứ hai. Hít vào, ấn lực tay, nâng hai chân của mình lên cao, săn cơ giữ lại ở đây. Đúng rồi, cảm nhận rời được cái bụng dưới của mình chưa? 3, 2, 1, thở ra hà xuống. Lượt cuối cùng, chúng ta điều chỉnh lại tư thế ha. Cố gắng mình lên một lần thật là cao và giữ lại ở đó. Rồi, hít vào, nâng cả hai chân của mình lên cao nhất, giữ lại ở đây.
cố gắng lên, cảm nhận rời được cái bụng dưới của mình, cơ thể uốn cong lên 3 nhịp, 3, 2, 1, rồi thở ra hạ xuống, tháo tay chồng lên nhau, thư giãn. Rồi nhớ đổi bên ha, xoay mặt sang bên ngược lại. Lúc nào mình cũng có cái sự cân bằng ở đây. Và ngẩng ra, cảm thấy cái vùng cột sống lưng của mình nó bắt đầu ấm lên nhiều. Tiếp tục uốn cong cột sống lưng mạnh mẽ hơn với cánh cung. Rồi co hai chân về phía mông, tay vòng ra sau nắm cổ chân hoặc mép bàn chân, tìm cho mình vị trí nắm là mình thấy nó phù hợp với cơ thể. Và đừng có mở cái gối của mình ra quá nhiều, cố gắng khép cái gối lại, trán đặt xuống sàn. Chúng ta bắt đầu. Hít vào, hai chân đạp ra sau, nâng ngực rời sàn, nâng trán rời sàn, vươn cao lên. Tiếp tục dùng cơ đùi nâng cái đùi của mình vút lên cao, đúng rồi, duỗi cái mũi chân của mình hướng lên, tìm sự cân bằng ngay giữa rốn. Tiên cố gắng khép chân lại chút xíu nữa nha. Thở ra hạ xuống, lần hai chuẩn bị. Hít vào, đạp hai chân ra sau, nâng đầu, nâng vai cao lên, cảm nhận sự uốn cong từ cằm của mình lên đến mũi chân, duỗi ra. Thở ra, hạ xuống, lượt cuối cùng, cố gắng lên ạ. Hít vào, hai chân ra sâu, nâng người lên, nâng ngực, nâng cằm, duỗi lên, rồi phúc cái đôi chân của mình vươn lên. Đúng rồi, duyên giữ lại, cánh cung đang cân bằng rất là tốt, giữ lại ở đây, cảm nhận cột sống lưng của mình được uốn cong mạnh mẽ. Khi mình hít thở, cánh cung lắc lư nhẹ nhàng theo hơi thở. Và 3, 2, 1, rồi thở ra, hạ xuống. Từ từ hai tay chống ngang ngực. Và mình duỗi cái người ra sau, mông về gót chân vào êm bẻ thư giãn. Mình nhớ duỗi cột sống lưng của mình ra một cái ha, để mình trả lại cái cột sống. Sau đó thì mình mới mềm cái người mình lại và vào em bé. Đúng rồi, duỗi cái lưng ra. Sau đó đặt trán xuống. Hai tay vòng ra phía sau cạnh thân người. Vai thả lỏng, tay thả lỏng. Trì cái người mình xuống. Mình sẽ vào chống đẩy trong chữ V ngược. Từ em bé, hai tay duỗi về trước, úp lòng bàn tay. Rồi chống mũi chân, nâng người lên, tư thế chữ V ngực. Hôm nay mình sẽ tập khá là nhiều cho cái phần đùi của mình. Mình nhớ chú ý đến nó một chút xíu. Trong tư thế chống đẩy V ngực này á, thì mình nhớ chia lực cho cái bụng và đùi của mình. Đừng có đẩy lực vô vai nhiều quá. Chúng ta bắt đầu. Rồi bên phải trước. Từ đây mình nhón cao hai cái gót chân của mình lên. Nhón cao cả hai gót chân luôn. Rồi hít vào, nâng cái chân phải của mình vút lên cao, duỗi mũi chân. Đúng rồi. Vẫn chữ V ngược cho chị Bình ơi, đẩy dài cái lưng của mình ra sau á chị Bình. Đúng rồi, duỗi mũi chân lên. Thở ra mình mới đẩy cái người về phía trước và co gối phải hướng đầu gối chạm trán. Hít vào, nâng người lên, duỗi mũi chân. Đúng rồi, cứ nhịp nhàng theo hơi thở. Thở ra, đẩy người về trước, co gối gù cái lưng lên, trán chạm gối. Hít vào, nâng lên, duỗi mũi chân. Thở ra, đẩy về trước, trán chạm gối. Hít vào, nâng lên, duỗi mũi chân. Rồi đổi nè, thở ra, đẩy về trước, gối chạm khuỷu tay phải. Hít vào, nâng lên. Thở ra, đẩy về trước, gối chạm khuỷu tay phải. Hít vào, lên.
thở về trước chạm khuỷu tay phải, hít vào nâng lên rồi thử thách hơn, thở ra đẩy về trước gối chạm khuỷu tay trái, đúng rồi, có sự vặn xoắn ở đây, hít vào nâng lên, thở ra đẩy về trước gối chạm khuỷu tay trái, nhớ lúc bụng như lớp ơi, hít vào nâng lên, thở ra đẩy về trước gối chạm khuỷu tay trái, giữ lại 3 2 1, hít vào nâng lên, rồi mình hạ chân xuống về ngược và hạ gối xuống về em bé, thư giãn một chút ở đây, nhớ thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay, nền cái người mình ra, mình vừa dùng được tay và vai nên mình nhớ thả lỏng hai vùng này. Thấy chống đẩy này á, thì mình nhớ mình chia lực cho bụng với đùi, mình rất dễ quên hai phần này ha, lực vào vai rất là nhiều thì nó sẽ rất là nặng. Và mình đổi bên, rồi từ đây hai tay duỗi về trước trở lại, chống mũi chân nâng lên về ngược, duỗi cái lưng của mình ra, rồi nhón cả hai gót chân lên, sau đó hít vào nâng cái chân trái vút lên cao, duỗi mũi chân ra. Chúng ta bắt đầu thở ra đẩy người về trước, cơ gối chạm trán, đúng rồi, hít vào nâng lên, thở ra đẩy về trước gối chạm trán, hít vào nâng lên duỗi, thở ra đẩy về trước lực bụng nào, hít vào nâng lên, rồi đổi, thở ra gối chạm khuỷu tay trái, hít vào nâng lên, thở ra về trước chạm khuỷu tay trái, hít vào lên, thở ra đẩy về trước gối chạm khuỷu tay trái, hít vào nâng lên, thử thách hơn, thở ra gối chạm khuỷu tay phải, vặn cơ thể một cái, hít vào nâng lên, thở ra gối chạm khuỷu tay phải, hít vào lên, cái cuối cùng nào, thở ra gối chạm khuỷu tay phải, giữ 3 2 1, hít vào nâng lên, rồi hạ chân, hạ gối về em bé, rồi đặt trán xuống ha, thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay, mình nhớ vòng tay ra phía sau cặp thân người luôn để mình trì cái người mình xuống nó thoải mái nhất. Chị Minh, mình vòng cái tay ra phía sau luôn đó chị, thả lỏng cái người ra cho nó nhẹ cái vai của mình, đúng rồi, mình cứ trì cái người xuống theo lực hút của trái đất để cho cơ của mình nó được nghỉ ngơi hoàn toàn ở đây. Hít thở sâu vài hơi. Mình đặt trán xuống sàn luôn nha chị Ngọc ơi, đặt cái trán xuống luôn á, đúng rồi, cho cái cổ nó được duỗi ra. Và từ em bé mình sẽ chuyển sang tư thế đứng gập. Mình nghe lời dẫn. Hai tay của mình chống ngang đầu gối, áp hết cái lòng bàn tay của mình xuống. Rồi trán vẫn trên sàn ạ. Và mình chống cái mũi chân vào trong. Chống mũi chân lên. Rồi, nhớ nha, cố định và đừng có di chuyển cái bàn tay của mình. Hít vào, ấn lực tay, nâng cái trán của mình rời khỏi sàn trước. Rồi, tiếp tục nâng cái gối của mình rời khỏi sàn, thẳng chân lên, gót chân chạm sàn, tay vẫn cố định vị trí cũ ạ. Cảm nhận mình ấn cái lực tay của mình duỗi dài cái lưng của mình, áp được cái bụng vào đùi. Chống mũi chân á chị Ngọc ơi, mình phải chống cái mũi chân lên. Lúc nãy có lời dặn chống mũi chân, đúng rồi. Rồi, đẩy cái gối của mình rời khỏi sàn luôn, thẳng lên. Áp bụng vào đùi, chị Bình, mình hạ gót chân xuống luôn á chị Bình, hạ gót chân xuống, đúng rồi, bụng chưa chạm đùi, mình nhớ co cái gối lại thêm ha, để đẩy được cái bụng vào phía đùi của mình, gập thân. Chị Ngọc thẳng cái chân lên luôn á chị Ngọc ơi, thẳng cái chân lên luôn, tư thế đứng gập á. Rồi thả lỏng ở đây, bụng chạm đùi rồi, mình cố định vị trí của lưng và bụng như thế này,
từ từ đi bộ cái tay của mình về cạnh bàn chân, hoặc là mình vòng ra phía sau cổ chân, mình ôm lại tạo thành cái thế khóa, nền cái người giữ lại ở đây, kéo cái năng lượng của mình xuống về đỉnh đầu, lỏng ra. Đây là một cảm giác gập thân tốt nhất của mình ha. Anh ơi, coi cái gối cho bụng nó chạm đùi luôn á anh ơi. Đúng rồi, là mình biết là bình thường mình chỉ gập được tới cái biên độ này thôi ấy. Mình thẳng chân là cái lưng của mình nó đã bị gù rồi. Và hít thở đều. Đây là cái đoạn trẻ hóa trong yoga á, cho nên mình hãy thư giãn cho mình tốt nhất. Để cái việc trẻ hóa này nó được diễn ra tự nhiên. Máu nó đang dồn về gương mặt, đỉnh đầu. Hít thở và thư giãn. Rồi từ đây mình thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay và gù lưng, xách cái vai của mình lên, vai cao nhất mới ngẩng gương mặt lên. Rồi cứ thả lỏng mà mình đứng lên dần dần. Rồi trả lại lưng một chút xíu, tay mình chống phía sau cột sống lưng, hướng các ngón tay về mông. Hít vào đẩy đùi, đẩy hông về trước, nâng bụng, nâng ngực lên. Từ từ thôi anh Duy ơi. Rồi thở ra, về lại một lần nữa nào. Hít vào đẩy đùi, đẩy hông về trước, nâng bụng, nâng ngực. Đúng rồi. Thở ra, về lại chính diện. Rồi từ từ mình xoay hết cái người của mình hướng về camera. Chúng ta sẽ thực hiện chuỗi bài tập chiến binh. Tập cho vùng cơ đùi của mình, làm mạnh vùng bắp chân và cơ đùi trên. Hai chân của mình tách rộng hai lần vai. Rồi mình nhớ tách rộng ra nha, rộng như là trong tư thế tam giác luôn á. Hướng cái bàn chân của mình về trước, hướng cái hông của mình về trước. Ánh tách chân rộng ra ánh ơi, hai lần vai luôn. Đúng rồi, nó sẽ rộng bằng tư thế tam giác. Và mình thực hiện bên phải trước. Chân phải mình mở ra 90 độ. Và mình cũng điều chỉnh cái vị trí bàn chân giống như tam giác ha. Gót chân phải nằm chính giữa cung trong bàn chân trái. Rồi từ đây mình đẩy cái gối phải của mình về phía trước, cho cái gối phải nó vuông góc với lại cổ chân. Đúng rồi, chỉnh lại cái hông của mình về trước nha. Đừng có bị đẩy hông theo cái phần bên phải. Hông về trước. Rồi hít vào từ từ, hai tay của mình vươn sang ngang, mở rộng cái lồng ngực của mình, mở sang ngang, mắt nhìn theo tay phải. Cảm nhận giữ ở đây, kích hoạt được cơ đùi, cả bắp chân và cả cái phần đùi của mình. Anh Duy cái chân hơi hẹp, bước về trước một chút xíu nữa. Đúng rồi, mở cái ngực, điều chỉnh lại cho cái phần thân của mình. Nó vuông góc với sàn, nó đừng có bị đẩy về trước quá nhiều, nó đừng có chờn về trước quá nhiều. Giữ lại. Rồi thở ra từ từ mình nghiêng cái người sang phải và hạ cái bàn chân phải xuống phía trước. Hạ cái bàn tay phải xuống phía trước chân phải của mình. Đúng rồi, xòe rộng các ngón tay, mở ngực và vươn tay trái của mình lên trần. Giữ lại ở đây, hít thở một chút. Lúc này đôi chân của mình có thể thả lỏng ra. Hãy hít thở, nhớ thả lỏng chân nha. Lúc nãy mình gồng chân rồi thì tư thế này mình có thể thả lỏng một chút xíu. Rồi săn cơ trở lại, săn chắc cơ đùi bắp chân và hít vào nâng người lên lại tư thế chiến binh, tay sang ngang. Nhớ điều chỉnh lại cái chân của mình, cái gối, xem lại cái gối. Và thực hiện đảo trong chiến binh. Thở ra nghiêng cái người của mình sang bên trái, tay đặt lên đùi và đi bộ về dần cái bắp chân của mình. Đúng rồi, đảo người ra sau. Chị Minh nhớ đẩy cái gối trái, cái gối phải về trước thì chị Minh ơi, gối phải vuông góc. Đúng rồi, gối phải vẫn vuông góc nha lớp ơi. Giữ ở đây. Cái tay phải đừng thả lỏng, kéo duỗi cái tay phải ra giống như ai nắm tay của mình kéo thẳng ra. Và hít vào, nâng người lên lại chiến binh hai, rồi mình hạ tay
và đổi bên ạ. Đóng mũi chân phải, mở mũi chân trái. Điều chỉnh lại cái hông của mình về phía trước. Rồi từ từ hít vào, hai tay sang ngang, mở rộng cái lồng ngực của mình, duỗi căng các ngón tay. Đúng rồi. Và mắt nhìn theo tay trái. Nhớ để ý cái gối của mình. Cái gối trái vuông góc. Cái gối trái vuông góc nha. Chị Minh đẩy đầu gối về trước thêm chút xíu nữa. Rồi anh Duy nhớ đẩy cột sống về chính diện nha. Anh Duy có xu hướng chồm về trước á. Giữ lại ở đây, cảm nhận cơ thể của mình vững vàng, mạnh mẽ, giống như tên tư thế là chiến binh. Và thở ra, hạ cái bàn tay trái của mình xuống phía trước, cái chân trái, bên cạnh và phía trước chân trái. Đúng rồi, xòe bàn tay, áp hết lòng bàn tay xuống, nâng ngực, mở ngực vươn lên. Đôi chân lúc này thì được thả lỏng ra một chút xíu và hít thở. Nó có xăng cơ thì cũng sẽ có thả lỏng. Và đây là lúc mình thả lỏng cho đôi chân của mình. Hít vào, thở ra. Rồi hít vào, nâng người lên chiến binh hai, vươn tay. Và thở ra, nghiêng cái người của mình ra phía sau, tay đặt lên đùi và đi bộ về dần cái bắp chân của mình. Đúng rồi, nghiêng cái người đảo ra phía sau. Cảm nhận sự kéo duỗi. Giữ lại cái vùng lưng trái đó, được kéo ra. Mở ngực, gương mặt hướng lên. Đúng rồi, chị Bình ơi, chị Ngọc tốt lắm. Giữ lại ở đây một chút xíu nha. Hít thở. 3 2 1 Rồi hít vào, nâng lên chiến binh 2. Thở ra, hạ tay. Chúng ta tiến về trước. Rồi mình tiến người về đầu thảm ạ. Từ từ nhón cao cái góc chân của mình lên, đứng hết trên mũi chân. Hai tay đưa về trước. Chuyển sang tư thế nằm. Thở ra, co nhẹ gối. Và từ từ hạ xuống chậm theo nhịp đếm nào. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi mình chuyển sang tư thế nằm. Ôm gối về bụng của mình trước nha. Ôm cái gối về sát về bụng. Rồi, hai gối luôn anh Duy ơi, hai gối luôn. Lắc nhẹ người sang phải sang trái, xoa bóp hai cái dãy cơ lưng của mình. Chân trái của mình duỗi ra, chân phải mình vẫn co, tay ôm cái gối phải của mình. Rồi tay phải mình dang sang ngang. Thở ra mình vặn cái gối phải của mình sang bên trái. Đúng rồi. Chị Bình hạ cái chân trái xuống ha. Hạ cái chân trái xuống sàn luôn. Vặn mềm cái người của mình trả lại á. Hít vào, về lại chính diện. Rồi co cái gối trái lại. Cái chân phải thì mình duỗi thẳng ra. Mình đặt cái chân xuống luôn. Co gối trái lại. Tay trái sang ngang, úp lòng bàn tay. Rồi thở ra, vặn cái gối trái sang bên phải. Cái gương mặt của mình thì mình xoay theo cái tay trái của mình ha. Vặn cái người trả lại. Hít vào, về lại chính diện. Rồi duỗi thẳng cái hai chân ra, duỗi thẳng hai tay thoải mái. Và thực hiện căng duỗi. Từ từ nhấc chân phải rời sàn, duỗi mũi chân, duỗi gót chân, thả rơi tự do. Chân trái rời sàn, duỗi mũi chân, duỗi gót chân, thả rơi tự do. Ấn gót chân, nâng hông cao lên. Thở ra, hạ xuống. Rồi hóp sát bụng, dán cái thắt lưng của mình xuống. Thả lỏng. Ấn khuỷu tay, nâng cái lồng ngực cao lên. Thả xuống một cái. Tay nắm thành nắm đấm. Thu vai về gần lỗ tai. Thở ra, xòe bàn tay, thả xuống một cái. Nghiêng hết đầu sang phải, áp lỗ tai xuống sàn, duỗi cái cằm ra xa.
Về chính diện, nghiêng hết sang trái, áp lỗ tai, duỗi cằm. Rồi về lại chính diện, bài tập cho cơ mặt của mình. Gom cơ mặt về một điểm trên mũi, gom về. Thở ra, mở to mắt lưỡi hướng tay cằm. Một lần nữa, gom cơ mặt về một điểm trên mũi. Thở ra, giãn cơ mặt mình ra các phía. Rồi mình điều chỉnh lại tư thế nằm, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hãy chủ động điều chỉnh để đưa mình vào trạng thái thoải mái nhất, sẵn sàng cho quá trình làm mát, thư giãn cho cơ thể của mình. Trong những phút thư giãn này, hãy gom sự tập trung về lại với hơi thở, quan sát, lắng nghe hơi thở của mình. Cảm nhận hơi thở đi vào cơ thể, rồi từ từ đi ra, nhẹ dần, hơi dần. Không cần điều chỉnh hơi thở trong quá trình thư giãn. Chỉ giữ cho mình vị trí người quan sát. Quan sát hơi thở thông qua sự phồng lên, đẹp xuống nhẹ nhàng ở vùng bụng và ngực. Hơi thở nhẹ hơn, tâm trí lắng lại. Buông bỏ hết những suy nghĩ, lo lắng. Cảm nhận được sự bình yên từ bên trong mình. Dần dần đánh thức cơ thể của mình. Cử động nhẹ nhàng ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân. Nghiêng đầu sang phải. Về chính diện. Nghiêng đầu sang trái. Về lại chính diện. Hai chân mình khép sát lại. Tay mình đan lại với nhau và kéo duỗi qua khỏi đầu. Duỗi mũi chân đánh thức cơ thể của mình. Rồi thở ra thả lỏng. Co chân trái nghiêng hết người sang phải. Và mình chống hai tay nâng người ngồi lên. Rồi chúng ta vào tư thế ngồi. Khoanh nhẹ đôi chân, ổn định lại cơ thể của mình trong một vài hơi thở. Cảm nhận sự lắng lại của tâm trí ở đây. Dạ rồi, và bây giờ mình sẽ đến với bài tập thở ha. Mình có thể ngồi thoải mái hoặc là mình tiến về gần cái màn hình một chút xíu, thì chút em sẽ cho lớp mình xem một cái đoạn clip để mà mình hình dung được cái cách thở á. Đầu tiên mình sẽ nói qua một chút xíu về cái việc hít thở trong yoga.
Thì trong yoga mình sẽ bao gồm đó là hít thở, cái hơi thở của mình trong lúc mình tập luyện. Và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ có những cái bài tập thở nó chuyên sâu hơn. Ví dụ như là mình đã được tập thở bụng nè, thở bụng và hướng đến thở toàn phần. Bài tập thở luân phiên thì mình cũng đã thành thạo rồi. Thở luân phiên là để giúp cân bằng, đó là bài tập thở của sự cân bằng ha. Cân bằng giữa hai bán cầu não nè, cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, nó tạo nên một cái trạng thái cân bằng cho cơ thể mình. Còn bài tập thở tống hơi á, thì thở tống hơi là một cái bài tập thở nó rất là mạnh mẽ, giống như cái tên của nó vậy. Nó sẽ giúp làm sạch các cái cơ quan bên trong của mình. Đặc biệt đó là hai lá phổi và cái đường hô hấp của mình. Thì trong một ngày á, mình hít thở rất là nhiều loại không khí và nó sẽ có cả vi khuẩn, có cả bụi mịn nữa. Thì những cái khí nặng á, nó sẽ nằm ở dưới đáy phổi, còn khí nhẹ nó sẽ nằm ở trên. Thì khi mình hít thở thông thường á, không thể nào mà mình đẩy được hết những cái không khí nặng ở dưới đáy phổi ra được. Cho nên mình phải cần sử dụng một cái lực tống mạnh để mà mình quét nó ra, mình đẩy nó ra. Thì đó là cái cơ chế của bài tập thở tống hơi. Cho nên là bài tập thở này á, cực kỳ tốt trong cái thời kỳ mà đang có cái dịch bệnh về đường hô hấp như hiện nay. Nói chung mình hiểu cái cơ chế á, khi mà virus á, nó muốn xâm nhập vô cơ thể của mình thì trước khi nó vào hai lá phổi nó sẽ bám vào cái phần khoang miệng và cái phần đường hô hấp trên của mình là cái khí quản á. Thì cái bài tập thở này nó sẽ giúp mình tống ra được, quét ra được những cái vi khuẩn virus đó trước khi mà nó có cơ hội nó xâm nhập vào sâu hơn trong hai cái lá phổi của mình. Cho nên là bài này rất là tốt cho những người mà có cái vấn đề về hen suyễn hoặc là có những cái khó khăn trong việc hô hấp, hít thở nông. Rồi, em sẽ nói về cơ chế ha. Mình cũng biết cái hít thở trong yoga là khi hít vào mình sẽ làm đầy cái lá phổi của mình, bụng nó phồng lên, ngực phồng lên. Thì khi thở ra mình cũng sẽ hớp sát bụng, mình đẩy hết hơi ra ngoài. Cái bài tập thở này nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà mình sẽ không có thở ra dài và chậm như là khi mình thở toàn phần, mà mình sẽ dùng một cái lực mạnh vào bụng của mình hớp sát cái bụng mình lại để mình tống hết hơi ra. Rồi để dễ hình dung thì em sẽ mở một cái đoạn clip để mà mình quan sát. Đó, em đợi em chút xíu nha. Rồi em sẽ chia sẻ màn hình để mà mình quan sát. Rồi mình thấy hết chưa ạ? Đây là cách mình thở, mình giữ thân mình cố định. Và bây giờ mình quan sát cái chuyển động của bụng.